tiếng là giàu có, phát ngôn thẳng tinh, không ngại đụng chạm các nhân vật trong showbiz. Đây đều là những điều mà nhiều người thường nghĩ tới khi nhắc đến Nathan Lee. Những lần nói thẳng trong quá khứ của nam ca sĩ không thiếu, bóng gió nhiều mà nói thẳng tên cũng không ít. Hôm 24 tháng 5, Nathan Lee kết hợp với ca sĩ Huyền KD, một giọng ca trẻ ra mắt MV The Dream, Mơ. Mặc dù bắt đầu hoạt động nghệ thuật trở lại, song Nathan Lee vẫn bày tỏ sự trăn trở của mình về việc có nên tiếp tục theo đuổi con đường âm nhạc. Tại buổi họp báo, khi được hỏi liệu có phải chính sự giàu có đã phần nào khỏa lấp đi tài năng ca hát, Nathan Lee không ngại nói thẳng. Tôi thấy điều này không đúng, tôi không tự khoe mình giàu, chỉ có những người khác mới hay khoe người ta mua đất này kia, còn tôi mua đất từ mấy chục năm nay mà tôi không dám nói vì đất quá nhiều. Tôi cũng không khoe những thứ linh tinh không phải của mình. Nam ca sĩ còn bày tỏ quan điểm của mình về một góc khuất của showbiz Việt trong thời gian gần đây. Nathan Lee khẳng định mô hình đa cấp không xấu, nhưng đa cấp ở Việt Nam đã bị biến tướng nhiều. Anh cho rằng, tôi có thể khẳng định luôn là ai cứ hay lên khoe khoang sự giàu có này kia thì toàn làm đa cấp hết. Tôi nghĩ mọi người nên khắt khe hơn đối với nghệ sĩ. Chúng ta đều là những người hiểu chuyện và khi nhìn vào, chúng ta thấy rõ ràng họ đã làm những thứ xấu xa từ quá lâu rồi. Bây giờ là đất thôi, nhưng năm ngoái thì người đó cũng đi đùa gà để bán coin mà. Và đây không phải lần đầu tiên họ luôn luôn làm những thứ như vậy. Cuối cùng, họ làm được gì cho xã hội này, không đóng góp được gì hết mà họ chỉ dùng hào quang ảo để kiếm trác cho chính bản thân. Nathan Lee còn khuyên khán giả nên nhờ đến sự can thiệp của pháp luật khi vô tình bị rơi vào bẫy tài chính. Nói về văn hóa xin lỗi trong làng giải trí Việt, anh cho rằng nghệ sĩ Việt từ trước đến giờ khá kiệm lời xin lỗi. Thật ra, điều đầu tiên tôi mong muốn họ không phải xin lỗi, vì nếu mình không làm sai thì cần gì phải xin lỗi. Chẳng may bạn làm gì không đúng thì nên xin lỗi vì bạn đã làm ảnh hưởng đến rất nhiều người, nhất là khi nó vướng tới vấn đề tài chính. Giàu có, đó là chuyện của họ, nhưng với người khác, 500.000 hay 1 triệu là rất nhiều. Nam ca sĩ cũng khẳng định anh không lao vào showbiz để kiếm tiền nên cũng ít đụng chạm ai. Tuy nhiên, nếu ai đụng đến mình thì anh sẵn sàng đáp trả theo cách riêng. Nói thêm về những dự định, Nathan Lee cho rằng anh nhận ra môi trường giải trí ở Việt Nam không thích hợp với mình nên sắp tới muốn đẩy mạnh hoạt động ở thị trường quốc tế.